Ủa, bà là ai? Sao lại vô quét sân nhà tôi? Tôi mới là người hỏi cô đó chứ. Tôi là chủ cái nhà này mà. Nhưng mà bây giờ tôi mới là chủ của nhà này. Ủa, là sao vậy con? Sao gì nữa, cái nhà này con bán rồi, con sang tên cho anh Khương luôn rồi. Bây giờ mẹ nhanh chân, mẹ lấy cái đống đồ này mẹ dọn ra khỏi nhà đi. Sao lại bán hả con? Mẹ mới sang tên cho căn nhà này cho con được một tháng mà sao con bán rồi? Thì con hết tiền thì con bán thôi. Trời ơi, mẹ thông cảm cho con đi, con làm ăn mà. Bây giờ mẹ nhanh chóng mẹ dọn ra khỏi nhà đi, chứ người ta đuổi hay là người ta kiện là con không biết gì đâu nha. Cả đời mẹ kia cóp mới mua được căn nhà này, bây giờ không còn nhà, mẹ đi đâu hả con? Thì mẹ đi đâu thì đó là quyền của mẹ, kệ mẹ chứ liên quan gì đến con. Trời ơi, đi đi con à, đi lẹ đi, đi đi trời. Dạ, từ bây giờ đây là nhà của anh nè, chìa khóa nhà. Có cần gì á thì anh cứ gọi điện cho em ha. Chúc anh vạn sự như ý, mọi việc thành công. Cảm ơn cô. Dạ, thưa em đi. Cô ơi, con có cái bánh này cô ăn đi cô, còn nóng đó cô. Con cũng có chai nước nè, cô uống tạm đi. Cảm ơn tụi con. Trời, sao mà ác quá vậy không biết nữa. Trời ơi, con nói mẹ bao nhiêu lần rồi sao còn ngồi đây nữa? Đi vô khách đi. Chỗ người ta có nhà người ta mà sao ngồi chị nhìn đó là sao vậy? Nè chị kia, chị quá đáng vừa phải thôi nha. Dù gì bái cũng là mẹ chồng chị mà, thương chị, tin tưởng chị, mới là sang tinh nhà cửa đất đai này kia cho chị hết. Chị sống vậy nha, chị không có để đất cho con cháu gì trơn á. Đất của tao thì kệ tao, mắc cái mớ gì mày. Cái thứ như mày á, ngày lo ba bữa còn chưa xong. Đừng có dạy tao ha. Sao? Muốn nuôi lắm hả? Muốn nuôi thì mang về nhà nuôi đi, đừng có giả nhân giả nghĩa cho mấy cái bánh này làm gì, đem về nhà nuôi đi. Nuôi nhắm nuôi được không? Không nuôi được thì đừng có xen vô. Được rồi, để tôi nhận cô về tôi nuôi, lúc đó chị đừng có hối hận. Nè giá gì giùm đi, đừng cho ngồi đây nữa. Ám tài ám ví nhà người ta, trời ơi. Con nhục cái mặt con luôn á mẹ. Đi vô khác giùm con ấy đi. Anh tính nhận nuôi bả thiệt á hả? Anh có một kế hoạch, nhưng mà phải có sự hợp tác của mọi người, để cho những đứa con bất hiếu đó phải trả giá. Kế hoạch gì? Trời ơi em ơi, cái bình gốm nó đồ cổ mà em. Em trả giá 700-800 triệu sao anh bán được. Rồi thôi nha, nói chung là cái giá đó anh bán không được đâu. Em phải trả trên giá đó anh mới bán được chứ. Ê, thế lạ ông chồng. Cái thằng đó đó, cái thằng nghèo kiết xác ở xóm mình đó, ngày xưa nó làm công nhân, bây giờ thấy nó không, đi dây chuyền vàng, cái đồng hồ xịn, nước mua sắm quá trời luôn. Không biết lạ hả? Có khi nào mẹ anh còn của mà anh không biết không? Làm gì có, bả mà còn là anh bào tới xương rồi. Chắc chưa? Chắc mà. Thiệt không? Thiệt má. Ê Khôi á, nó tốt phước ghê ha. Sao vậy cô Năm? Trời ơi, cái lứa cỡ trẻ trẻ như con không biết đâu, với cỡ như cô là rành dữ lắm. Hồi đó nhà bà Nhã bà giàu dữ lắm con, biết bà làm gì không? Làm gì cô? Làm gốm thượng hạng. Nhưng mà sau này á, cái nhà bà có sự cố á, bà đem chôn hết trơn. Đứa nào mà hết tiền á, lấy lên bán, trời ơi, tao nói tiền bạc bao la. Sao giàu dữ vậy cô Năm? Thì bởi mấy cái người mà săn đồ cổ á, trời ơi, dành nhau sùm luôn. Có cái bình gốm cổ mà nghe đâu mà 700-800 triệu. Quá trời. Biết vậy á, con phụ giúp xong rồi con chăm sóc cho cổ. Biết đâu á, cái cổ thương thương nhưng mà cổ chỉ cho vài chỗ mình đào lên, trời ơi, cách đời ấm no luôn á cô Năm. Chứ sao, ta nói hả, giờ mà ai mà tốt với bả nha là bả chỉ chỗ cho luôn đó. Ta nói người giàu giờ nhà thông minh lắm con. Ôi sao mà như vậy hả? Qua bên nhà thằng Khôi đó, mẹ về nuôi, mẹ năn nỉ mẹ để mẹ hối cho đúng chuyện đó, đúng tiền đó, hiểu chưa? Đi đi đi. Ôi cầm, sao mà khờ dữ không biết nữa. Mẹ yếu quá rồi, giờ sao anh? Mẹ ơi, bao nhiêu năm qua con chăm sóc cho mẹ, con đối xử với mẹ tử tế đàng hoàng, có bao nhiêu đồ ăn ngon, những thứ tốt đẹp con đều cho mẹ hết. Mẹ để tình con là đứa con duy nhất của mẹ, lại sống có hiếu nữa. Trước khi mẹ đi, có thể nói cho con chỗ để gốm của dòng họ mình ở đâu được không? Mẹ không biết. Trời ơi, mẹ ơi là mẹ. 3 năm qua tụi con chăm sóc yêu thương mẹ quá trời rồi. Bây giờ sao mẹ không nói cho tụi con biết đi, hay là mẹ giận tụi con chuyện bán nhà? Không có. Mẹ nói thiệt. Không lý nào. Lúc mà thằng Khôi đưa mẹ về ở chỉ một tuần thôi là nó có kinh rồi, vàng bạc đã là người luôn mà, sao mà không có được? Trời, con nói cho mẹ nghe nè, bây giờ mẹ chết đi, cái số tiền đó mẹ cũng đâu có đem xuống âm phủ được đâu. Bây giờ mẹ đưa cho tụi con đi. Mẹ nói
thiệt. Không cần phải hỏi nữa, cậu nói thiệt đó, không có cái mỏ gớm nào đâu. Vậy là sao hả? Là kế hoạch mà cả xóm này bắt tay với nhau để lừa hai người, để hai người đem cô về nuôi rồi sống hiếu thảo với cô. Còn cái số vàng bạc đó là của cả xóm, mỗi người một ít đưa cho tôi mượn. Còn cái chuyện bình cổ, gớm cổ là mọi người bàn bạc với nhau lan truyền cái tin đó ra, để hai người tin đó là sự thật. Tụi mày dám lừa tao hả? Vậy là mình bị lừa suốt 3 năm trời rồi. Mẹ là mẹ ruột của mình, mà phải để cả xóm bày kế mới đem mẹ về nuôi, luôn phải có lợi có lộc mới chịu. Hai người nghĩ xài cái số tiền bán nhà bán đất của cô Nhã là hai người êm, rồi hai người sẽ thấy quả báo sẽ tới sớm. Đồ bất hiếu. Thôi à, thôi. Dạ. Cô muốn nói chuyện với cô. Cô cảm ơn cô và mọi người xung quanh đã giúp đỡ cô khoảng thời gian qua. Nếu không có con và mọi người, chắc cô không có chỗ để ở rồi. Chắc cô sẽ đi gặp ba đằng chung. Cảm ơn cô. Con cô ra đi thanh thản. Trời ơi, cái gì mà gớm gì nè. Trời đất ơi, hết hồn hết vía. Anh làm hết hồn à. Ai biểu em dễ thương quá chi. Nè, em nộp bít sẵn cho anh nè. Ngọt không? Thơm và ngọt.